Ngày 10 tháng 7 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank, ông Lê Đức Thọ, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Vietinbank, Giám đốc các khối, trưởng phó các phòng ban trụ sở chính, Giám đốc các chi nhánh. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của Vietinbank đạt một số kết quả tích cực so với cuối năm 2017. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh 2018, năm đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển của Vietinbank, Chủ tịch Hội đồng Quản trị yêu cầu Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Giám đốc khối, trưởng phòng ban trụ sở chính, Giám đốc chi nhánh cần đổi mới sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, điều hành chủ động, hiệu quả, giám sát với diễn biến thị trường và mục tiêu kinh doanh trung hạn. Tiếp đó, Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 của Vietinbank. Theo đó, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vietinbank vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản đến cuối tháng 6 năm 2018 ước đạt 1.140.000 tỷ đồng, tăng 4%. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 7,56%. Chỉ số ROA, ROE hợp nhất ước đạt lần lượt là 1% và 13%. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo đánh giá những mặt tồn tại và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm của khối khách hàng doanh nghiệp, khối bán lẻ, kế hoạch xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, báo cáo về tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ. Cũng trong nội dung làm việc ngày 10 tháng 7 của hội nghị đã diễn ra tọa đàm chuyên đề phát triển sản phẩm dịch vụ tăng thu ngoài lãi của khách hàng doanh nghiệp nhằm giới thiệu các sản phẩm chủ lực của các khu vực chi nhánh trọng điểm về thu phí. Các chi nhánh chia sẻ về kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về các vấn đề còn tồn tại trong kinh doanh, quy trình. Nhằm vinh danh các lãnh đạo, nhân viên có thành tích nổi trội, tâm huyết và có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Vietinbank trong năm 2017, ban tổ chức đã tôn vinh 42 cá nhân tiêu biểu ở nhiều hạng mục. Trong đó, bà Nguyễn Hồng Vân, thành viên hội đồng quản trị và ông Phùng Duy Khương, giám đốc khối bán lẻ, hàm phó tổng giám đốc được vinh danh ở hạng mục lãnh đạo cấp cao tiêu biểu, cùng 11 lãnh đạo cấp trung tiêu biểu là các trưởng đơn vị, 4 lãnh đạo cấp trung tiêu biểu là các phó trưởng đơn vị, 10 cán bộ quản lý tiêu biểu và 15 nhân viên tiêu biểu. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.